Mọi người ơi, khi chúng ta phát live mà chúng ta muốn ở trong phiên live của chúng ta có tiếng vỗ tay này, tiếng cười này, hay là tiếng reo hò ấy, thì mọi người hãy xem hết video này của Hằng để biết cách làm nhé. Đầu tiên chúng ta bấm vào ứng dụng của TikTok nhé mọi người. Bấm vào dấu cộng này. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào like đó. Khi chúng ta đã bấm vào like rồi thì như sáng nay ý, thì các nhiệm vụ ở trên này nhé. Nếu mà những bạn nào mà mới like lần đầu tiên ý, thì sẽ có các nhiệm vụ ở đây. Mình càng làm xong các nhiệm vụ thì sẽ càng được mở các chức năng của like. Như sáng nay Hằng có like trong 30 phút thì đã ok rồi này. Nhiệm vụ tiếp theo của Hằng sẽ là like trong 120 phút này. Bây giờ để thêm tiếng cười vào trong like thì chúng ta sẽ bấm vào phát like nhé. Những cái phần này thì Hằng đã chia sẻ hết ở cái video trước rồi, mọi người có thể kéo lại để xem nhé. Sau đó chúng ta bấm vào phát like này. Chờ hệ thống chạy này. Đó. Thì nếu mà thêm tiếng cười vào trong like thì mọi người sẽ bấm vào cái bút mà có cái hình, bấm vào cái bút có cái hình này nhá. Đây này. Bấm vào đây. Hello, xin chào. Đây có cái hiệu ứng này. Hiệu ứng âm thanh này, bấm vào hiệu ứng âm thanh này. Đây sẽ có tiếng cổ vũ này, tiếng vỗ tay này, tiếng cười này. Đấy mọi người sẽ chọn ở đây nhé mọi người. À, có 16 người vào xem rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ có các cái tiếng cười ở đây này. Mọi người có thể bấm vào đây nhé để thêm tiếng vỗ tay hoặc tiếng cười vào trong cái phiên live của chúng ta để cho nó hay hơn. Hằng chúc mọi người làm thành công và ra được nhiều video hay nha. Bye bye.